Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe mà chiều hôm qua tôi mới mua được các bạn nhé. Hôm qua tôi đã quay một cái video mà tôi quay tại nhà chủ xe đấy ạ. Chiếc xe này là tôi vừa mua xong là tôi quay ngay tại nhà chủ xe để thấy được là chiếc xe đang trong cái tình trạng còn nguyên bản từ cái đồng hồ các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Suzuki Swift. Chiếc xe được sản xuất năm 2015, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và lăn bánh đúng 5.9 km rồi các bạn ạ. Chiếc xe rất là mới, rất là đẹp luôn. Không có tua đồng hồ và không dọn nội thất, không dọn máy gì cả. Mua như nào là tôi đem ra tôi quay luôn cho quý vị các bạn xem đấy ạ. Lát nữa thì tôi sẽ giới thiệu các bạn nhé. Có cái video hôm qua tôi đăng đấy ạ. Vừa mua xong là tôi đăng luôn cái video tôi quay ở nhà chủ xe các bạn nhé. Thì chiếc xe này cũng đã được lắp thêm rất là nhiều đồ chơi này. Ví dụ như dán thêm những cái này này, dán nóc này, lắp thêm dán nóc này, vành đen này, và dàn lốp thì còn rất là mới, lốp chưa cua còn chưa hạ cơ các bạn nhé. Lắp thêm màn hình Android, xe cũng đã có sẵn khóa thông minh, đề nổ start tốt. Và đặc biệt thì các bạn xem đây ạ, chủ xe là một bạn nữ cho nên là rất sạch sẽ, rất cầu kỳ, rất đẹp, rất chỉnh chu. Cái chìa khóa cũng rất là mới đấy ạ, một đôi chìa khóa này đều rất mới. Đây là cái ốp các bạn nhé, ốp chìa khóa bên trong là chìa khóa còn mới tinh luôn đấy, rất là đẹp. Thì thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe Suzuki Swift 2015 tên tư nhân biển Hà Nội này, chúng tôi đang bán với giá là 305 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Suzuki Swift 2015 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cả chúng tôi số 318 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Suzuki Swift sản xuất năm 2015, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội này. Mời quý vị và các bạn.
Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Suzuki Swift sản xuất năm 2015, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, lăn bánh đúng 5.9 km. Các bạn nhé, chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là thứ nhất là đồng hồ tôi không đua rồi, thứ hai là keo chỉ nguyên bản, máy móc của nguyên bản, không có bị đâm đụng, không có bị va chạm, không có bị ngập nước, quý vị các bạn nhé. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 305 triệu đồng, thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Suzuki Swift 2015 này, thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ những kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.